làm cái món cá này đơn giản nhất các bạn ạ, chỉ cần việc làm cá thôi, còn không phải ướp gì hết rồi. Còn mấy cái món kia thì rán đậu qua, nhặt qua ít rau, ba chỉ thái rồi xào với dưa, đấy là cho hết vào một nồi này. Hello, xin chào mọi người, quay trở lại với kênh của Cậu Bơm TV, mình là Bơm đây. Lâu lắm rồi không được làm video cho mọi người xem. Hôm nay tiện là Bơm có mua cái này các bạn này. Đấy. Bơm có đặt mua một cái này là cái thuyền à. Đây là một cái nồi mà làm cá om dưa hay là các cái món lòng xào dưa các kiểu đấy mà các bạn. Đấy, mùa đông này thì làm mấy cái món đấy rất chi là hợp, và tiện thể thì có làm luôn con cá chép này. Cá chép. Con cá này thì hơn 3 cân, gần 4 cân. Đấy, để Bơm review cái gì nhỉ? Khai trương luôn cái nồi này cho nó ấm. Khai trương luôn cho nó nóng các bạn ạ. Ok nhá, bây giờ Bơm sẽ đi làm cái món cá om dưa. Cái cả món cá om dưa với cái nồi này hôm nay. Đấy. Cái nồi bằng con cá luôn các bạn ạ. Đấy. Con cá nằm vừa cái nồi luôn, như kiểu đúc cho nhau xứng đôi vừa lứa đấy các bạn ạ. Ok nhá, cùng đi chế biến với Bơm nhá. Mùa này ăn cá om dưa ấy, thì cực kỳ ngon rồi. Con này 4 cân nhỉ. Bạn đổ cho tôi ít muối ở đây. Ngon quá bạn. Làm con này thì đơn giản các bạn ạ, chỉ có cạo vảy thôi, bóc mang rồi mổ bụng. Còn để nguyên con. Cái vây các bạn để luôn, tí nữa ninh xong rồi chúng ta rút xong. Đây, làm cá om dưa thì chỉ có ngoài cá thôi, còn có cà chua này các bạn này. Đấy. Đậu phụ các bạn mua về nhá. Đậu phụ các bạn mua về rán lên này. Hành này, thịt là này. Đấy. Rau thì cần hai đây thôi. Và cá om dưa là phải có dưa này. Dưa này chua vừa đủ luôn các bạn ạ. Ngửi mùi sướng rồi. Đấy, ngoài ra còn có thịt ba chỉ này, một ít hành, sả này, gừng này. Đấy. Bây giờ là Bơm sẽ chế biến cái nồi dưa nhá, nồi nước dùng trước, còn cá tí nữa chỉ cho lên thuyền rồi thả thôi. Rồi cho thịt vào xào trước các bạn nhé, cho tỏi, cho gừng, cho sả vào phi thơm. Rồi cái mùi này mà đang đói rồi mẹ, đói lắm ấy. Thơm. Rồi bắt đầu cho thịt vào xào. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
quan trọng là cho cái muối cay này các bạn ơi, muối siêu cay này vào để cá bớt tanh ăn nó ngon ấy. Cái bột mà người ta làm kim chi các bạn, cay lắm. Rồi xong rồi, bây giờ mình sẽ cho ra bếp nhé. Xỏ được lá hành, lá hành để tô thì là bạn. Để anh bật chế độ nhân 1.5. Phương tiện của ông Táo đã bị các cao thủ. Đấy, đúng rồi. Ơi, nào vừa đẹp luôn nhá. Cái đuôi. Vừa đẹp cái đuôi cho mắt tí nhá. À bạn gối cái đầu lên tí bạn. Tí nữa là ta ăn nó thử xuống là vừa. Rồi. Vừa đẹp nhỉ. Rồi bây giờ đấy, cho đặt cua dài xung quanh. Đi đến sau hả con? Đi đậu cà chua. Con này. Nhanh tay lên rồi. Cho vào ít đã, tí nữa ăn hết đến đâu bỏ đấy. Ừ, thôi vậy thôi. Bỏ miếng hành lên trên. Rồi, đây bạn, đây các bạn. Không, để đặt ngang lên con cái này. Đấy, cái này nữa. Đấy. Còn cái mới quan trọng các bạn này. Đấy, bắt đầu cho đưa cái thịt vào. Đấy nhá, bây giờ là các bạn có thể làm bạn có thể là cho cái nước dưa vào đấy, hoặc là nước mè á. Nhưng mà nếu cá ăn dưa thì cứ nước dưa là ngon nhất các bạn ạ. Còn không thì các bạn có thể cho vài lon bia vào đấy. Bia gì cũng được nhá, các bạn có thể cho vài lon bia vào các bạn đun lên thôi. Và sau đó là nêm nếm lại gia vị một chút cho cái nồi nước dùng nó đậm đà. Còn không thì chúng ta sẽ chấm thêm cá ở ngoài với nước mắm gừng đấy các bạn nhá. Đấy, nước mắm gừng cũng ngon rồi. Tỏ cái nồi này vẫn chưa vừa. Ơ để chú bật cho. Tức là nồi này chỉ có cá mức ở tầm 4 cân đổ lại đúng không? 3-4 cân đổ lại thôi. Nó không to hơn được nữa. Quá tuyệt vời. Hả? Thôi, bia nữa. Bia trên kìa, cứ để nguội ở trên kìa. Tôi tưởng bạn là lấy bia ken mà đổ vào ấy. Đây Sài Gòn. Trong thùng có cả ken đấy, Sài Gòn, cả Thái Cư. Đấy. Bạn cho thêm một lon bia, một vài lon bia nữa hả? Hương vị nó sẽ đậm đà và hấp dẫn hơn. Ok. Lát nữa thưởng thức của anh em vừa nhé. Con này là con chép già và con trứng này anh ạ. À chép cái anh. Không phải chép trống. Quay nút. Lâu không quay video các bạn nhớ anh ạ. Các bạn lại vào comment bỏ ra dạng này. Nói đi. Đấy. Cá đã bếp đã ngon rồi các bạn ạ. Mời các bạn thưởng thức cùng với anh em Bờm nhá. Nhà Bờm. Con nào làm những cái món này thì con này hấp dẫn. Đó. Ông bình kia nóng. Nguyên chiều nay ở nhà chỉ có mỗi đợi cá lên để làm thôi anh ạ. Nhưng mà em không chưa đụng món cá cơ. Em làm mấy món rau dìa linh tinh thôi. Nước dùng thôi. Lại vừa lên chiều nay à? Vâng.
em chở nó đi mà cứ phải lúc phải dừng xe hô hấp tí à, hơi thổi ngạt cho nó sống lên nó tươi không? Có sợ anh em ăn cá nó chết nên vang tiếng. Con này đang có trứng đấy. Mỏ nó đứt tanh. Con này có bộ trứng ngon này bạn. Rồi cứ ăn hết đậu hết thịt đi là. Con cá này to quá các bác, phải lật lại mới ăn được. Dưới 9 kg rồi đấy. Dưới 9 kg rồi mà. Em đun lâu. Em đâu mà? Đun từ lúc em gọi à đâu? Đúng rồi, gọi cho anh đấy. À lúc ấy là bác đã đun đã hầm rồi. Cứ để nhiệt độ có 300 rồi em đun rồi. Con cá này nồi này đúng chỉ con tầm 2 cân là vừa. 2 cân là vừa. Ừ, con này to quá. Lòng thì cũng bây giờ cá thì chỉ thích ăn cá to. Mà lại cứ mua cá bé. Mà cứ bảo là nồi bảo, nhỏ. Bảo nồi nhỏ mua cá bé này. Không đấy, mà. Ăn được rồi. Thì được đấy anh ạ. Trứng thì để một tí nữa. Ăn cái thịt này trước. Có xà nách nhưng nó cứ để gói đó. Thật cho trứng riêng rồi. Đang cái gì vào đâu anh ơi. Cốc YouTube em. Mình này toàn dùng cốc. Anh mở Google hai tỉnh rồi. To quá con này to quá so với cái nồi. Sai con lên đường xem. Còn. Con này nồi 2 cân là vừa nhỉ. Nồi 2 cân là vừa anh ạ. Đây là vớt một phần của nó vứt ra ngoài đó. Khá ngọt phết các bạn. Ngon lắm. Cháo hợp lý đấy ạ. Bạn ạ. Ăn được. Lấy cái xoong vứt.